Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục giảng giải các câu trong bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 13 các bạn nhé. Và bây giờ là chúng ta ở bài tập số 5 rồi. Bài tập số 5 là người ta đề nghị mình là điền vô những chỗ trống này, tìm những cái từ, cái hình thức động từ phù hợp nhất để điền vào. Và đương nhiên những hình thức động từ đó chúng ta có thể kế thừa trong cái phần Listen and Read của sách bài học đó các bạn. Và việc chúng ta đưa nó vào, chúng ta có thể biến đổi cái động từ đó cho nó phù hợp với từng câu ở đây. Đó. Vậy thì nếu các bạn đã theo dõi, đã xem những cái video của mình về các bài học của Unit 13 thì các bạn rất là quen thuộc với những câu này. Và chúng ta sẽ bắt đầu làm từng câu một các bạn nhé. Và mình vừa làm câu mẫu đầu tiên cho các bạn này. Câu mẫu này là bạn này nói này, tôi không hiểu những cái luật lệ của trò chơi, bạn có thể giải thích chúng cho tôi được không? Giải thích những cái luật lệ đó. À, vậy thì cái chữ explain này, explain này là từ giải thích và nó đã xuất hiện trong cái phần listen and read này các bạn nha. Và câu đầu tiên là rất là đơn giản đúng không các bạn? Mình đã điền cho các bạn rồi. Và chúng ta tiếp tục từ câu B nữa các bạn nha. Rồi, bây giờ câu B này các bạn này. Câu B là người ta nói là bạn nên làm cái gì nha? Bạn nên làm cái gì mà cái bề mặt của giấy nhám nè, bề mặt của giấy nhám trước khi vẽ, trước khi tô vẽ đó. Đó, vậy thì làm cái gì các bạn? Làm cái gì ở bề mặt và trong cái phần bài Listen and Read chúng ta có nghe đó. À, có nghĩa là chúng ta nên cọ sát này các bạn nè. Đó, cọ sát, trà sát nè, trà sát cái bề mặt của giấy nhám đó, cái giấy để trước khi chúng ta vẽ đó các bạn. Đó, đây là cái chữ này đã xuất hiện rồi nha. Rồi, đó là câu B. Câu C này các bạn. Họ làm gì các bạn? Chúng tôi, họ làm gì chúng tôi? Đến cái gì? À, đến cái bữa tiệc nè. Bữa tiệc gì đây? Housewarming này là giống như chúng ta gọi là housewarming party này là giống như là tiệc tân gia đó cả các bạn. Mừng nhà mới đó. Đó, vậy là à, vậy thì chúng ta biết chắc chỗ này là chữ mời đúng không nào? Rất dễ suy luận đúng không các bạn? Đó, chữ mời nè, invite. Đó, invited. Bởi vì đây là quá khứ. Bởi vì họ mời chúng tôi đến cái việc từ bữa tiệc tân gia của nhà người ta, nhà họ. Nhưng chúng tôi không thể đến, chúng tôi không thể trở lại sau chuyến đi nước ngoài, từ chuyến đi nước ngoài. Đó, được chưa các bạn? À, như vậy là chỗ này là... Như vậy là người ta viết ở hình thức quá khứ. Đây rồi đúng không? Cho nên chỗ này chúng ta cũng chuyển nó ở quá khứ. Là họ mời chúng tôi đến tiệc tân gia của họ, nhưng chúng tôi không thể trở lại từ chuyến bay nước ngoài cho đến thời điểm mà họ mời đó. Đến thời điểm mà tiệc tân gia của họ bắt đầu á, thì mình chúng tôi đến thời điểm đó thì chúng tôi chưa thể trở lại được. Cho nên là chúng tôi không thể đến được. Đó các bạn nha. Rồi, vậy là chữ này rất là dễ đúng không? Họ mời chúng tôi. Rồi, bây giờ đến câu D này các bạn. Chlorine, hay chúng ta hay gọi là clo đó các bạn, chất clo đó là sao? Chất clo này được làm gì? Vào trong nước để diệt vi khuẩn, để giết đi vi khuẩn đó, để nó khỏi lây bệnh, để nó khỏi trừ bệnh đó. À, vậy là chất chlorine này được đưa vào trong nước đúng không nào? Được đưa vào trong cái bài Listen and Read nó có một từ rất là hay, add. Và đương nhiên bị động đúng không nào? Bị động nè. Các bạn nè, đó, bị động nè. Đờ nha, đờ. Bị động này các bạn, đó, được đưa vào trong nước. Đây là bản thân từ này là đưa vào, đó, được thêm vào, được đưa vào. À, added, chất clo được đưa vào trong nước để giết vi khuẩn. Đó, các bạn nhớ cái từ này cũng đã xuất hiện trong cái phần đó rồi, trong cái phần Listen and Read của phần sách luyện sách học của giáo khoa của chúng ta rồi đó các bạn nhá. Rồi, bây giờ đến được câu E nè. The crowd. Crowd là gì các bạn? Đám đông này. Đó, đám đông làm gì các bạn? Đám đông làm gì trong có cái từ có trong bài mà để khích lệ này các bạn này. Khích lệ hai đội. Đó, vậy thì đám đông sao? La ó đúng không? La ó khích lệ. Đó, la ó trong sự khích lệ hai đội đúng không? La ó hồ hét cổ vũ đó. À, chúng ta có cái từ gì trong bài? Đó, cái người đàn ông la ó thúc giục hai đội của mình nhanh lên tiến hành thi đó các bạn. Nhớ chưa? Đó, và đương nhiên phải có ED. Bởi vì, à xin lỗi các bạn. Đây, xin lỗi, chỗ này. Đó, phải có ED nhá. Bởi vì đây là diễn ra ở quá khứ rồi các bạn nha.
Rồi, out, nhớ từ out, đó, đó. Rồi, như vậy là đám đông lao ó khích lệ hai đội thi đấu. Rồi, rất dễ cho các bạn nha, thêm một nhớ từ out này nữa nha các bạn nha. Rồi, tiếp tục này, chỗ này có cũng được mà không có cũng được, không quan trọng các bạn, nhưng mà nên có vẫn hay hơn. Rồi, bây giờ đến tiếp tục câu F này các bạn. Câu F này, Việt, bằng Việt thì sao? Bằng Việt thì làm cái gì? Cái giải gì? Cái giải nhì, đó, giải nhì. Trong cái cuộc thi vẽ của trường, cuộc thi vẽ tranh của trường mà bạn Việt thì được giải nhì đúng không? Nhìn vô là biết được giải nhì. À vậy là nhận phần thưởng giải nhì chúng ta có từ gì? Awarded nè các bạn, đây là bị động nè. Ed đó. Chữ này ở dạng bị động nè. Bạn Việt được nhận giải, đó, được nhận giải nha. A và đúp A R, chữ R các bạn nha. Chữ mình hơi xấu nên các bạn thông cảm. A và đúp A R D E D A W A R D E D đó. Rồi, bạn Việt được nhận giải này, bị động các bạn thấy chưa? Bị động. Giải nhì trong cuộc thi vẽ tranh ở của trường. Đó, ok, rất dễ đúng các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu G. Câu G sao này? Hiệu trưởng này, hiệu trưởng của nhà trường sao? Làm gì? Đối với tất cả học sinh để giống như là thực hiện hay là đăng ký để những cái bài học bơi đó các bạn, để tiến hành những bài học bơi đó. À vậy là hiệu trưởng thuyết phục hay là thúc giục hay là lôi kéo, từ lôi kéo không hay, thúc giục hoặc là thuyết phục là hay hơn, tất cả những học sinh để thực hành, để tiến hành những cái bài học bơi đó các bạn. Vậy thì cái chữ này có trong bài luyện nghe listen and read chưa? Có rồi, đây đó các bạn nha, hình dung được chưa? Đó, đây là chữ này đã xuất hiện rồi đó các bạn. Hiệu trưởng là thúc giục các cả học sinh để tiến hành cùng những bài học bơi đó, được chưa các bạn? Rồi, đó là câu G. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng. Đây, nếu bạn muốn cái gì đó trong cái dự án nhà trường xanh, nhà dự án ngôi trường xanh, bạn nên liên lạc với hội đồng ngay lập tức. À, vậy thì nếu bạn muốn tham dự cái dự án này đúng không nào, dự án này, thì bạn nên liên lạc hoặc là bắt liên lạc với cái hội đồng ngay lập tức. À, vậy chữ tham dự trong cái bài có chữ gì các bạn? Participate, đúng không các bạn? Đó, đó các bạn nha. Đó, chữ đếp P này nha các bạn nha. P, đó, P-A-R-T-I-C-I-P-A-T-E. Đó, B-A-R-T-I-C-I-B-A-T-E. Chữ xấu quá, thiệt thôi. Rồi, đó, như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết 2, 4, 6, 8 câu của bài tập số 5 cho các bạn rồi. Đó, hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và hẹn các bạn video tiếp theo ở bài tập số 6 các bạn nha. Rồi, bây giờ chào các bạn.